Xin mời chị Diệu Trang. Cảm ơn Ngọc Trinh. Thưa quý vị, như bản tin tài chính chúng tôi đã đề cập, du học tự túc sang Nhật Bản đang trở thành một trào lưu trong giới trẻ Việt Nam, thể hiện qua số lượng du học sinh tự túc sang Nhật Bản đã tăng vọt lên gần gấp đôi trong những năm qua. Tuy nhiên, có một sự thật mà không phải ai cũng biết, nhiều du học sinh diện tự túc của Việt Nam tại Nhật Bản đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn khi bị các công ty môi giới du học bỏ rơi, thất hứa. Phóng sự sau do các phóng viên truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản thực hiện hy vọng là một lời cảnh báo kịp thời. Và chúng tôi cũng xin nhấn mạnh, đây có thể chỉ là tình trạng của các du học sinh đi học diện tự túc, còn các chương trình học bổng thì đã có sự hỗ trợ rất chu đáo của các trường và chính phủ Nhật Bản. Mời Ngọc Trinh và quý vị khán giả cùng theo dõi. Một căn hộ chỉ vỏn vẹn 20 mét vuông, chia làm hai phòng nhỏ là nơi ở của 8 con người tất cả. 6 trai, 2 gái. Họ đều là du học sinh Việt Nam tại Nhật. Chen chúc và bất tiện là những gì họ nhận được sau khi mỗi người đã nộp 200 triệu đồng cho công ty môi giới. Nhưng thật sự sang đây thì nó hoàn toàn khác với người ta nói. Ví dụ như ký túc xá, đáng lẽ chỉ hợp đồng ở Nhật chỉ cho phép ở 3 người. Người ta nhét tối đa 6 đến 7 người. Họ hứa là sẽ tạo điều kiện giúp từ các trường bên này và từ công ty để có một việc làm và học tập ổn định. Nhưng mà khi sang đến đây thì mọi thứ thì nó không được như thế. Với cái khoản thu nhập đấy thì cũng không thể trang trải đủ cho tất cả những các khoản tiền ăn, tiền học, tiền cũng như là tiền đi lại. Tự đi xin việc, nếu may mắn ra thì có thể kiếm được việc dọn dẹp, phụ bàn. Chi phí tất nhiên không thể trang trải cho cuộc sống ở đất nước đắt đỏ nhất thế giới. Chưa kể theo luật pháp của Nhật Bản thì các du học sinh đều không được làm thêm quá 28 tiếng trong một tuần. Vâng, theo dõi phóng sự này thì rõ ràng là thấy có một thực trạng là quảng cáo thì một đằng thế nhưng mà thực tế thì lại một nẻo. Nói như vậy thì có phải là các em học sinh và gia đình, những cái gia đình này đã bị lừa hay không? Cũng chưa đủ chứng cứ để nói rằng là có cái câu chuyện lừa đảo ở đây. Thế tuy nhiên thì chắc hẳn là chị cũng sẽ có thể rút ra được cái kết luận cho mình sau khi xem một cái phóng sự mà phóng viên của chúng tôi, của bản tin tài chính kinh doanh đã thực hiện tại Việt Nam, điều tra và đi theo những công ty mà đã đưa chính các em du học sinh đó sang Nhật. Và các gia đình và các bạn học sinh, nếu như, theo tôi nghĩ rằng nếu như không phải là quá cả tin vào những lời quảng cáo phi lý, thì có vẻ như họ đã đánh giá quá cao cái lời hứa suông của các công ty du học. Du học Nhật Bản, nhưng có thể có thu nhập 1.500 đến 2.000 đô la Mỹ một tháng. Những lời quảng cáo như thế này xuất hiện ở hầu hết các trang tư vấn du học. Tin vào những lời quảng cáo đó, gia đình anh Quế cũng như nhiều gia đình khác đã quyết định cho con sang Nhật du học sau khi con không thi đỗ đại học trong nước. Tất cả những thủ tục gia đình phải làm là nộp một bộ hồ sơ và 200 triệu đồng. Sang đấy thì công ty cũng bảo là cứ sang đấy học thì công ty lo no việc làm cho, tìm việc làm cho. Nhưng mà không biết là cái thời gian là nó nào đến bao giờ thì họ lo cho thì không biết. Hàng trăm triệu đồng đưa qua tay cho những người không quen để đưa những đứa con yêu quý của mình sang một mảnh đất xa lạ trong tình trạng bấp bênh. Nghịch lý ấy đang diễn ra ở nhiều địa phương chỉ vì những lời hứa hẹn, những chiếc bánh vẽ về du học Nhật như thế này. Công ty chị có văn phòng bên Nhật Bản và có các anh chị bên đó, thì sang bên đấy thì anh chị ở công ty mình, bởi vì ảnh hưởng lương của công ty hiển nhiên là sẽ phải có trách nhiệm giới thiệu việc làm. Và chắc chắn là có việc. Cái đấy chắc chắn. Khoảng tầm 2-3 tháng em thì tự trang trải phí của em. Nhiều bạn có thể, chị đã thẳng ra nhiều bạn có thể gửi tiền cho gia đình được. Lương trung bình một tháng thì các em nó rơi vào khoảng độ 25 cho đến 30 triệu một tháng. Đấy là bọn em vừa đủ tiền nhà, tiền ăn, tiền học. Đấy, phí đấy. Ban đầu em đăng ký nộp ký tiền ký túc xá, người ta sẽ hỏi em là em muốn ở phòng ký túc xá mấy người và đăng ký ở cùng mấy người nào, em muốn ở cùng mấy người nào. Thế là theo nguyện vọng. Đúng rồi, với nguyện vọng của mình, chứ không phải là như Việt Nam mình. Ví dụ như là lúc đầu nói là ở với 3 người, mới sao nhét 4-5 người, mà không như thế đâu, bên Nhật người ta rất là rõ ràng. Ngọc Trinh nghĩ sao về những cái lời tư vấn du học vừa rồi? Vâng, tôi thấy là những cái lời tư vấn này thì có vẻ rất là ngọt ngào và có một cái hứa hẹn, một cái tương lai rất là đẹp. Thế nhưng mà sự thực thì tiềm ẩn, tôi thấy nó có rất là nhiều những cái vấn đề bất cập ở bên trong đó. Chính xác, bạn nói rất là đúng. Bởi vì thực ra là các cái du học sinh sang Nhật Bản du học ấy, thì có lẽ là cái tính rủi ro cao hơn. Nếu trong trường hợp mà họ không có được việc làm thêm, thì cái gánh nặng chi phí hàng ngày của họ cũng có thể khiến cho họ mất cái bằng mà mình hy vọng là đang sẽ có thể tốt nghiệp được, vì họ không có tiền chi trả. Còn nếu trong trường hợp họ có được việc làm thêm thì có thể là với cái cường độ công việc rất là cao ở Nhật Bản
thì họ cũng ngập đầu ngập cổ với công việc của mình mà cũng đánh mất đi cái cơ hội mà có được cái bằng. Mà rõ ràng là nếu như mà họ làm việc quá cái giờ so với quy định thì cái rủi ro bị trả về nước là rất là cao. Chính xác, sẽ bị trục xuất ngay vì ở Nhật có quy định rằng là các du học sinh ở bên đó không được làm quá 28 tiếng trong tuần. Tôi nghĩ rằng là liệu rằng cái câu chuyện mà các du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản chịu thiệt thòi thì nó chỉ cục bộ trong Tokyo hay không? Bởi vì thực tế tôi cũng có biết nhiều trường hợp họ đi du học nhưng mà cũng không gặp phải tình trạng như thế này. Thực ra tôi cũng thắc mắc về cái điều này. Ngày hôm qua khi mà có cái thông tin từ nhóm phóng viên của chúng ta tại Tokyo thì tôi đã liên lạc với một loạt các cái cộng tác viên của bản tin tài chính kinh doanh ở một số các địa phương khác ở Nhật Bản. Thế và cái câu chuyện mà chúng tôi có được cũng khá là bất ngờ. Ngay bây giờ thì tôi sẽ kết nối điện thoại với anh Nguyễn Đình Trung, người đã từng là một du học sinh và hiện đang là kỹ sư công nghệ thông tin tại Osaka, một cái thành phố lớn thứ hai của Nhật Bản sau Tokyo, để có thể chúng ta có thêm thông tin về cái vấn đề này. Vâng. Alo. Xin lỗi, anh Nguyễn Đình Trung phải không ạ? Dạ vâng ạ. Alo. Anh có nghe rõ thông tin từ trường quay không ạ? Dạ, nghe rõ. Vâng. Anh có thể cho khán giả của bản tin tài chính kinh doanh biết là ở Osaka hiện nay thì có hiện tượng các du học sinh đi du học tự túc mà bị rơi vào cảnh sống bấp bênh do là các công ty môi giới du học thất hứa hoặc là bỏ rơi họ không? Dạ vâng. Trên thực tế là cũng có hiện tượng này ở đây. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh đến một hiện tượng khác đang xảy ra ở ngay Osaka này. Một số cá nhân người Việt có dấu hiệu lừa đảo các du học sinh tự túc Việt Nam mới sang học tại các trường tiếng Nhật. Ở Nhật thì đối với những du học sinh muốn thuê nhà, đăng ký điện thoại di động, phải có cá nhân, trường học hoặc công ty tổ chức của Nhật bảo lãnh. Những đối tượng này lợi dụng sự thiếu hiểu biết cũng như là không thạo tiếng Nhật của các bạn du học sinh mới sang để mời chào việc tìm kiếm đăng ký nhà hộ, đăng ký điện thoại di động hộ và tìm kiếm xin việc làm thêm hộ. Họ thu một khoản tiền khá lớn và không có giấy tờ xác nhận hoặc chỉ viết tay vài chữ. Vâng, thì tôi có một người bạn hiện đang làm việc tại một trường tiếng Nhật tại khu vực Imazato trong thành phố Osaka. Có 3 du học sinh Việt Nam vừa mới sang đây đã bị một nam thanh niên là cựu du học sinh nói giúp là tìm thuê nhà rồi lấy tiền đặt cọc, số tiền là 4 vạn yên, tương đương với khoảng 8 triệu đồng Việt Nam. Không có hóa đơn chứng từ gì mà cậu ta lại lặn mất tăm. Công ty bất động sản mà cậu ta nói đang làm việc chỉ khẳng định là không thu khoản tiền này. Vâng, thì phải lần theo số điện thoại và cả lần tìm trên Facebook thì mới tìm ra cậu ta. Bạn của tôi đã gọi cho cậu thanh niên kia và ra tối hậu thư là nếu trước ngày 25 tháng 11, tức là ngày hôm qua, mà không trả lại tiền đã thu trái phép của 3 học sinh ở trường của bạn ấy, thì sẽ gọi điện cho cảnh sát và nhờ giải quyết. Vâng, thế câu chuyện đã được giải quyết chưa? Kết quả thế nào cả. Đến nay thì tôi cũng chưa biết là kết quả thế nào. Vâng, thế còn là tôi... Tôi cũng muốn nói thêm rằng, vâng, thì cũng phải nói thêm rằng là khu vực Imazato thuộc quận Higashinari trong thành phố Osaka thời gian gần đây là nơi tập trung nhiều vụ một số cá nhân Việt có hành vi lừa đảo các du học sinh Việt Nam mới sang. Cũng ở đây là khu tập trung một số trường, học viện dạy tiếng Nhật và là bãi đáp của các công ty du học Việt Nam khi đưa du học sinh sang Nhật này. Vâng, có nghĩa là... Các bạn du học sinh mới sang nên lưu ý cảnh giác. Vâng, đúng rồi, có nghĩa là họ đã lợi dụng các cái du học sinh mới sang là chủ yếu đúng không ạ? Và vì cái khu vực đó là chuyên dạy cho các cái du học sinh mới nên là tập trung nhiều cái hiện tượng lừa đảo này. Thế cái chi phí mà các đối tượng người Việt trục lợi kia thường đưa ra là ở mức bao nhiêu ạ? Thì tùy vào từng du học sinh, các đối tượng này sẽ lấy từ khoảng 1 đến 2 man yên, tức là 1 đến 2 vạn yên, tương đương với 2 đến 4 triệu đồng Việt Nam một người. Vâng, cũng không phải là số tiền nhỏ đâu ạ. Từ kinh nghiệm của bản thân mình thì anh thấy các cái du học sinh Việt Nam có thể làm thế nào để mà tránh được trở thành cái nạn nhân của cái hình thức trục lợi mà có yếu tố lừa đảo này? Vâng, theo kinh nghiệm bản thân tôi thì đối với những du học sinh mới sang mà khi chưa thạo tiếng cũng như là chưa có hiểu biết nhiều về xã hội Nhật thì các bạn du học sinh mới này nên làm việc trực tiếp với nhà trường và tìm sự hỗ trợ từ văn phòng trường, từ việc tìm nhà cho thuê, đăng ký điện thoại cho đến việc tìm việc làm thêm. Nếu chưa thấy nhà trường cung cấp thông tin thì các bạn nên chủ động hỏi, vì đó là quyền lợi của các bạn. Vâng, xin trân trọng cảm ơn anh Nguyễn Đình Trung ạ. Thưa quý vị, có hay không một cái tác động dây chuyền khi mà các du học sinh tự túc ở Việt Nam sang Nhật Bản sau khi bị các công ty du học bỏ rơi thất hứa thì đã biến trở thành một miếng mồi ngon cho các cái đối tượng mà có cái mục tiêu lừa đảo. Khi mà tiếng Nhật chưa thạo, gánh nặng chi phí hàng ngày thì lại quá lớn, nhu cầu tìm việc thì trở nên bức bách. Có lẽ đã đến lúc phải có một sự kiểm soát đúng mức của các cơ quan chức năng về việc này để tránh cho các du học sinh Việt Nam khỏi những thiệt hại về kinh tế và những rủi ro khó lường về sau này. Phần bình luận về câu chuyện khó khăn của các du học sinh tự túc tại Nhật Bản xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị tiếp tục chương trình với biên tập viên Ngọc Trinh. Vâng, cảm ơn chị Diệu Trang.